Ok, chào anh em nha. Chào mừng anh em quay lại cái kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ cùng đập hộp một chiếc mixer nha. Mình mới vừa nhận luôn, còn chưa khui luôn. Thì mixer này là con mixer F8 nha. Ở đâu? Con mix F4 nha. Nhầm nhập nha. Đặt cái mixer sơ. À đây thì đây là tổng quan của nó nha anh em, nhìn ngoài thì nó cũng bình thường, hộp mốt méo thấy à, bị vận chuyển mà chuyện ảo quá. Bí kíp võ công nè anh em, toàn tiếng Anh tiếng Nga không biết gì, cứ âm chân kinh đó. Đây con mixer đây anh em, để nó qua này. Cục sọt. Đây anh em, ở trên đây là sẽ có cái nút nguồn này, cái công tắc nguồn, cái lỗ cắm nguồn, hay à? Ở dưới đây là cái lỗ cắm mic nè anh em, đây là lỗ insert link line line này mình, để mình đặt bí kíp thằng chuẩn, ok đi, đây nút gain này. Thì anh em thấy ba cái nút gain là nút chỉnh chỉnh âm lượng đầu vào á, gain đầu vào á. Ban này là phân loa căng loa gì á. Hai là tép nè. Trung với bass nè. Còn AUX đây là kiểu như là cái ngõ sen đây nè anh em. Sen đây nè. Ví dụ như anh em tác thấy giờ đúng không? Anh em mở nút play rồi anh em bật cái nút play thì nó sẽ gửi cái này, gửi cái mic này nó đi sẽ ra đi cái chỗ này, ra cái lỗ này nếu mà anh em, và là effect cũng vậy, effect send đây này thì anh em vặn cái này lên, anh em vặn cái chỗ này á, thì effect của cái mic này nó sẽ đi ra lỗ này, hoặc là nếu anh em vặn effect bên nhọt bên cái ba bốn này thì nó sẽ ra lỗ này. Cái này là cộng 48V để cắm guitar này, tương tự bên này cũng vậy thôi. Đây là nút volume, bên này cũng vậy luôn. Thì main output nó là sẽ cắm bạn qua sang nha anh em. Đây là delay repeat của echo phone mình, ít bữa nữa mình livestream mình quay video mình sẽ dùng cái cổng phone này để mình nghe thử cái giọng mình nói này. Đấy. Thì tổng qua một cái men nó chỉ bao nhiêu thôi anh em, đây là cần gọt của volume tổng rồi cũng cái này men này là cái gì đây đó, bao nhiêu là thấy rồi anh em, những cái men sơ sờ vậy thôi à, còn USB nữa anh em, đây anh em cắm USB vô sợ cái này là vẫn USB chứ không phải Bluetooth nữa nha anh em. Bây giờ thì nó đã có Bluetooth rồi, như hồi hình như cái bản nào chưa có, đây mới là bản USB thôi. Thì kích thước nó chắc bằng bằng 20x20 á, chắc là nhỏ gọn cái này anh em dùng để thu âm là hết bài luôn. Tại vì chủ mình rất là ồn nha anh em, mình phải cần mấy cái này để mình
ghi âm cho anh em nghe cho nó rõ, chứ cái micro của máy mình nó thu tạp âm quá nhiều. Rồi giờ cái nguồn vô thì anh em nhìn cái ở trên này nó có một cái, có một cái khuyết ở này, anh em cắm cái đầu khuyết cái vô vô gù này nó hào quang lửa. Rồi vậy thôi. Rồi cái cổng mà input nó thì anh em cắm cái này vô đây, đây là ngõ input, thường anh em cắm nhọt nhọt vô đó. Cái này mình sẽ lấy ra loa lầu ra điện thoại. Rồi, còn cái cổng mà out thì mình sẽ cắm vô, cổng out thì mình cắm vô loa vi tính. Còn micro thì chắc là hôm sau đi, hôm sau mình lùm luôn cái ví dụ mà ghi âm rồi mình mới test micro cho anh em xem. Chứ vì mới nay nếu mình mở cái micro đang cái để dòng máy mình ra nó tốn thời gian lắm, mở nó cũng mệt lắm. Mình đã cắm tất cả bật lây rồi anh em, thì giờ mình sẽ test nhọt cho anh em nghe nha. Mình đang thấy FPS lại đi. Mình đã test xong rồi đó, giờ mà không biết thì anh em nghe thu âm vô thì nó như thế nào, chứ ở ngoài thì mình nghe con này khá là ổn trong tầm gió nha anh em. Thì gió đó mình mua thì mấy trăm nghìn nhá, anh em lên Shopee gõ cái tay nó ra này,
là biết thôi. Cái này hot kê gia đình chứ cũng ổn lắm á, không có dọn cùi bắp đâu. Thì tạm thời mình chỉ đập đập nó với lại test nhọt cho anh em nghe thôi, còn hôm sau mình sẽ cắm mic vô mình thử cái mic của nó có hay không nha. Rồi thì video mình tới đây thôi nha, tạm biệt anh em, hẹn anh em với video sau nha.